suy nghĩ chi em mà hà cứ chi điều kéo khi cuộc tình ta đã héo khô. Em phải lùi lại một bước, chặt cho em sự tự do, chặt cho em những lời nói dối, chặt cho em những vết thương em sẽ mang nấp vào anh bao ngày. Người dừng không cần quan tâm yêu đương gì đâu. Hôm nay em vấp ngã chỉ biết nhìn xa xa. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em ơi. Ngước nhìn về bên ai, cứ sao lại nhìn về bên ai? Có chẳng sự tự do em nói với anh không như ý. Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi. Em có Ước mơ là được sự nghe chỉ của người lắng nghe có kết quả tên thật thì đấy.